Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của em ngày hôm nay. Hôm nay thì sau quá trình 7-8 ngày em đi Hà Nội á, thì hôm nay em mới có dịp quay trở về lại tỉnh Gia Lai, cũng như là lại quay ở một cái nơi quen thuộc như này để có thể gửi đến thông tin cho tất cả quý vị khán giả. Sau quá trình mà em đi ra Hà Nội tầm 8 ngày ấy, thì đó gặp rất nhiều những cái vấn đề đã xảy ra, và hôm nay về thì em đã giống như kiểu bị cảm đó quý vị, thay đổi thời tiết á, khí hậu thay đổi cũng như là thời tiết ở ngoài Hà Nội nó rất là nóng khắc nghiệt ha, có lúc mưa nhưng mà rất là khắc nghiệt, thì em đã bị sốt. Thực sự là về đây thì quý vị có thể thấy đây ha, em đen hơn rất là nhiều, rồi là hốc hác hơn nhiều, ăn uống không được đúng giờ giấc, với lại là khắc hiệu ha. Vì đây em đã bị cảm rồi, từ sáng đến giờ em chưa làm clip được, nên là hôm nay em có thông tin mới nhất rồi, nên là em đã gửi đến tất cả quý vị khán giả theo dõi em, cũng như là một lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã theo dõi em trong cái hành trình đi ra Hà Nội trong chuyến vừa qua. Cái thông tin mới nhất của ngày hôm nay thì em muốn gửi đến cho tất cả quý vị khán giả là hôm nay đã là bước sang cái ngày gọi là cận kề ngày trả hồ sơ để điều tra bổ sung giám định thương tích rồi, mà vẫn chưa có thông tin nào là thay đổi tội danh đối với Thái. Đây là một sự lo lắng nhất đối với em. Và cái nguồn tin mới nữa ở trong thành phố Hồ Chí Minh cập nhật về là sắp tới đây ha, có thể nói là sẽ triệu tập làm việc với tất cả gia đình bên nội, có nghĩa là từ chị của Thái, bố Thái, mẹ Thái và anh của Thái, anh chị em của Thái, nó cũng nói chung là sẽ bị triệu tập. Mình cũng nói với tất cả quý vị khán giả rồi là cái thông tin của vụ án này thì không thể nào mà chìm được quý vị ạ. Nhiều người lo lắng cũng như là sẽ nói rằng là rất có thể là vụ án này sẽ chìm xuồng, bởi vì là hai bên gia đình đều là những người gọi là có tiền và có mối quan hệ rất là rộng, nên là mọi người sợ ha. Thì em nói tất cả mọi người rồi, đây là một vụ án điểm cũng như là được các sự theo dõi của tất cả quý vị khán giả rất là lớn ở trong và ngoài nước, hàng triệu khán giả đang dõi theo cái vụ án này, nên là sẽ không thể nào bị chìm đâu. Theo cái thông tin mới ấy, thì cái đơn kiện nha, cái đơn kiện của mẹ Vân An ấy đã làm một cái đơn lên ha, để khởi kiện thêm những cái người mà liên quan trong vụ án này, là những người gọi là biết nhưng không có tố cáo. Cùng với đó nữa thì Thái hiện nay nha đang được gia đình cũng như là được luật sư bảo lãnh, cũng như là sẽ điều tra theo hai hướng, là sẽ thay đổi tội danh theo cái hướng là cố ý gây thương tích và chủ mưu giết người. Thì em đã nói với tất cả quý vị khán giả rồi, thì bây giờ á, gia đình của nhà Thái á, với lại chị của Thái á, là đang thuê luật sư để làm gì? Để nhờ giúp đỡ họ là sẽ theo cái hướng là cho thằng Thái bị cái tội là cố ý gây thương tích, là chỉ bị từ 10 đến 15 năm tù. Đó, hai tội danh á, 10 đến 15 năm tù. Thì quý vị tự nghĩ xem đi, thì chắc chắn là sẽ được giảm án, là quá trình đó thì chắc chắn sẽ được ra ngoài chứ. Nhưng mà em nói với tất cả quý vị rồi, là không thể nào trong một vụ án giết người xảy ra truy cục đuổi tận như vậy mà một đứa người thì lại bị tội danh giết người, còn một người bị cái tội cố ý gây thương tích thì nó không hợp lý lắm ha. Nên là em nói với tất cả quý vị khán giả rồi, hiện tại á, cả hai bên gia đình đều chạy trọt tất cả mọi thứ để cứu con, dù là một cái gọi là biện pháp gì đó nhỏ nhất, bởi vì bây giờ đã không còn cái cách nào nữa khác nữa quý vị ạ. Bởi vì sao? Hôm nay là ngày 19 rồi, ngày 19-20 rồi, gần đến ngày mà có nghĩa là sau một tháng trả hồ sơ thì sẽ có cái biên bản giám định thương tích trước ngày 22 tháng 12. Thì Thái thì có hành hạ và đánh Vân An rất là nhiều, nhưng mà trong cái lời khai mới đây á, thì Thái lại chối là trong những cái ngày đó thì Thái hoàn toàn không hề biết về việc là hành hạ đánh Vân An, tất cả là đều là do Trang. Nó chối tội quý vị ạ. Thực ra cái chối tội này chúng ta đã quá là quen thuộc rồi ha. Trước đây á, thì những cái lời khai á, mà Thái với Trang nó nói với nhau á, thì đều không có giống nhau đâu quý vị. Bởi vì Thái á, nó khai một kiểu, Trang thì khai một kiểu, nhưng mà kết thúc lại thì bọn chúng chỉ quanh co chối tội và không có một cái lời khai nào là đúng hết. Đối chiếu với lại những cái 283 clip đó thì nó chỉ là những clip trích xuất trong những cái đoạn mà hành hạ tra tấn thôi. Còn lại thì trong clip thực tế nó đến tận 4 đến 500 clip rồi quý vị. Bởi vì sao? Trong camera thì nó lưu lại rất là lâu, cũng như là có thể lưu được tầm độ 3 tháng. Thì cái quá trình mà hành hạ tra tấn thì chúng ta đã quá thể nói là quá rõ ràng rồi. Tất cả bằng chứng đã có, clip đã có, lời khai đã có. Vậy mà tại sao bây giờ vụ án này vẫn chưa được xử lý? Thì nhiều người cho rằng là có cái sự can thiệp vào đó hay không, nên là vụ án này chưa được điều tra và xử lý rõ ràng, minh bạch, nên là nhiều người tỏ ra rất là nghi ngờ. Thì em nói với tất cả quý vị khán giả rằng là hiện tại vụ án này thì vẫn đang trong quá trình điều tra, luật sư cũng chưa công bố thêm những cái thông tin và hình ảnh mới đó. Cũng như là luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng có nói rằng là đã giám định thương tích xong rồi và sẽ chuyển hồ sơ này qua viện kiểm sát và sẽ tiến hành những cái thủ tục như là truy tố ha, ra trước tòa. Thì hiện nay chúng ta cũng chỉ nói rằng là chưa có cái thông tin văn bản nào là thay đổi tội danh, nên là rất là sợ. Em tại sao em lại phải đi ra Hà Nội mấy ngày? Bởi vì gia đình con Trang ấy, nó đang chạy trọt khắp nơi ra đó để gặp người này người kia ha, cầu cứu người này người kia, gặp luật sư ở đấy, là có sự quen biết với luật sư Nguyễn Anh Thơm để làm gì? Để có thể nói là xin cho con Trang cái mức là thoát án tử hình. Thằng Thái cũng vậy, gia đình của thằng Thái cũng không có kém đâu quý vị.
sau cái quá trình này xong thì em tin chắc rằng gia đình con Trang sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Hà Nội thì nó là hai cái nơi nó sẽ diễn ra những cái gì đó và có những cái luật sư giỏi, và có thể họ là mua chuộc, câu kéo, dùng tiền để có thể là mua chuộc ha. Nhưng mà em nói tất cả quý vị các bạn rồi, gia đình của nhà con Trang ấy đi ra Hà Nội ấy, tất cả thất bại hết. Bởi vì dùng tiền với dùng mối quan hệ không được. Người ta nghe là người ta không dám giúp rồi. Bởi vì sao? Cái vụ án này nó quá man rợ. Nếu như người nào giúp ha mà bị bại lộ thôi thì có nghĩa là sẽ hủy hoại cả thanh danh cả đời nhà họ. Cũng như là luật sư á, họ từ chối hết. Họ nói rằng là họ cũng vì tiền, họ cũng cần tiền, nhưng mà họ không thể nào bảo vệ cho một người mà ác độc như vậy được. Luật sư có một cái thông tin mới là có hai luật sư trẻ ha, mới vào nghề. Nói chung là muốn kiếm tiền để gọi là có sự nổi tiếng, nhưng mà khi mà có cái sự can thiệp từ lực đồng nghiệp cũng như luật sư khác ấy, thì hai tên luật sư trẻ này cũng đã từ chối. Bởi vì luật sư trẻ thì kinh nghiệm thì chưa có, học hành thì trên trường thôi, nhưng mà muốn gọi là bào chữa một cái vụ để nổi tiếng. Nhưng mà đây không phải là sự nổi tiếng quý vị. Bào chữa ở đây á, nó không phải sự nổi tiếng đâu, mà đấy là nó đánh giá đến cái đạo đức của con người nữa quý vị. Không phải luật sư ở đây là có học giỏi, hiểu không, có kinh nghiệm mà để bảo vệ cho cái cặp đôi ác thú cầm thú này thì nó sẽ nổi tiếng đâu quý vị. Không phải, nó đánh giá vào cái đạo đức, nó nhân cách con người nó kém, cũng như là đi bảo vệ cho một cái thành phần ác ha. Như vậy thì chắc chắn là luật sư cũng không thể nào làm được nghề rồi đó. Nên là quý vị các bạn cũng đã biết là hai luật sư cũng đã từ chối rồi. Nghĩa là sau cái quá trình ra Hà Nội thì có ba luật sư chuẩn bị nhận tiền thì đã từ chối, bởi vì họ cũng biết rằng là sẽ chả có kết cục nào tốt đẹp cả ha, khi mà gọi là bảo vệ cho những cái ác. Và tiếp theo nữa thì gia đình của Thái bây giờ ấy ha, là đang gọi là đắc chí với lại những cái gì mà đang diễn ra. Bởi vì sao? Thái và gia đình nó thì nó còn nói rằng là nếu thằng Thái mà không bị cái mức án chủ mưu giết người hay là đồng phạm giết người thì thằng Thái chỉ bị cái mức án dưới 20 năm tù. Thì quý vị thử nghĩ xem đi, nếu như dưới 20 năm tù với cái gia đình của họ có điều kiện như vậy thì quý vị thử nghĩ xem là ở tù bao nhiêu năm. Và một cái nguồn tin rất là mới nữa là bên cái điệp viên của em đã gửi về là gia đình của bọn họ đang là xin là xét xử sớm hơn. Để làm gì? Để đến cái ngày mùng 2 tháng 9 ấy, sẽ được ân xá quý vị ạ. Thực sự là em thấy gia đình của họ cũng mưu mô quá. Bây giờ mới là tháng 8 thôi nhưng mà lại xin xét xử sớm hơn để đến ngày mùng 9 á, ngày 2 tháng 9 ấy, là có dịp ân xá, là được giảm nhẹ hình phạt. Quý vị thử nghĩ xem đi, bây giờ còn chưa tuyên án, chưa biết mức án làm sao. Đến ngày mùng 2 tháng 9 là sao mà kịp được. Nhưng mà vẫn có cái thông tin là gia đình họ đang đi xin, đang đi khắp nơi để xin cũng như là yêu cầu là kết thúc cái quá trình điều tra để đưa ra cái mức án, để cái ngày mùng 2 tháng 9 sắp tới đây là họ sẽ được giảm án. Nhưng mà quý vị thử nghĩ xem đi ha, làm sao mà có chuyện kết thúc sớm được. Vẫn phải điều tra để bổ sung tội danh. Chúng ta hiện nay đang chờ là chờ thằng Thái nó sẽ bị từ cái tội hành hạ che giấu sang cái tội giết người, mà phải là chủ mưu cơ. Bởi vì sao? Chúng ta hãy nhấn mạnh vào một cái vấn đề ở đây là trước khi Vân Lan qua đời, vẫn còn thoi thóp ấy, một tiếng trước khi qua đời thì thằng Thái mới là người cầm cái mạng sống của Vân Lan trong tay. Bởi vì sao? Con gì ghẻ con nói là đưa Vân Lan đi khám, đi chữa bệnh thì thằng Thái có nói rằng là đưa đi đến bệnh viện để đi tù à? Thì có nghĩa là cái câu nói đó nó quyết định đến mạng sống của Vân Lan, đúng không? Nếu như có thể nó đưa đi sớm hơn thì cái phép màu nó có thể xảy ra chứ quý vị, đúng không? Một tiếng trước khi qua đời, nếu được bệnh viện cao cấp mà xử lý nhanh thì có thể Vân Lan vẫn còn sống. Đó, thì cái điều đó chúng ta phải biết là nó có khả năng để chúng ta phải cứu đi. Nhưng mà thằng Thái lại nói rằng là nếu mà đưa đi bệnh viện cấp cứu thì đi tù à? Có nghĩa là nó đã biết trước cái sự ra đi của Vân An nhưng mà nó vẫn gọi là không cứu. Đó là họ gọi là những hành vi đê hèn, truy cùng đuổi tận, giết người tận gốc. Đó. Nhưng thằng Thái, em nói với tất cả quý vị nhá, thằng Thái là sẽ bị cái tội là chủ mưu chứ không thể nào mà bị cái tội gọi là hành hạ và che giấu được. Tất cả quý vị các bạn cũng đã biết rồi là cái quá trình diễn ra từ ngày là 22 tháng 12 ha, và đến nay thì cũng đã là quá trình là 8 tháng rồi mà chưa kết quả gì. Đó, thì rất nhiều người gọi là rất là lo lắng. Và cái vụ án này hiện tại thì cũng đang có cái dấu hiệu là chìm xuồng quý vị nhá. Quý vị thử nhìn xem đi, từ cái ngày 21 tháng 7 đến nay có thông tin nào mới không? Chưa có một cái thông tin nào mới, không có một cái hình ảnh nào mới, và không có một cái mức thay đổi tội danh nào mới, hay là không có một cái sự lên án nào từ gia đình. Quý vị có thể thấy là tất cả những cái lên án từ gia đình nó đều là cập nhật thông tin mật thôi, chứ còn gia đình của Vân An chưa có một cái kiến nghị hay là lên tiếng nào. Từ bác ruột, từ chị Hạnh, từ gia đình người thân cũng chưa có thông tin nào. Ví dụ như là trước đây thì có người anh của chị Hạnh ha, là bác Vinh với lại bác Thanh Loan ấy, thì cũng có lên tiếng ha, để có thể là kiến nghị cũng như là lên ý kiến của lòng dân. Thì hiện nay từ ngày 21 tháng 7 đến nay chưa có một người nào đại diện lên ý kiến về cái việc là sẽ xử lý nghiêm cặp đôi này cũng như là sẽ tung ra những cái bằng chứng. Em đang rất là lo lắng, không biết là chị Hạnh cũng như là gia đình Vân An có bị tác động hay không. Em đã bị sổ mũi quý vị ạ, thực sự là đang đau
và cảm thấy trong người rất là khó chịu, và có thể là nếu mà 1-2 ngày nữa em không ra clip được thì chắc chắn em đang bị ốm quý vị nhá. Nên là cũng rất là mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ bọn em, cũng như là ủng hộ để đòi lại công bằng cho Vân An. Hiện tại thì gia đình của Vân An chưa có thông tin nào mới cả. Em cũng đang lo lắng là không biết là có cái vấn đề gì về tác động về tâm lý hay là gì đó hay không, nên là hiện tại chưa có cái thông tin nào mới quý vị ạ. Bởi vì trong cái vụ án này chúng ta phải nói rằng là phải có bằng chứng mới, tất cả những hình ảnh mới, clip mới và những cái thông tin mới thì nó mới làm nóng cái vụ việc được. Khi mà sự việc hiện nay đã đến gần đến cái ngày mà là 30 ngày bổ sung tội danh giám định thương tích rồi thì nhưng mà lại không có thông tin nào mới cả. Nó làm cho chúng ta cảm thấy là nó bị rất là hoang mang. Em nói với tất cả quý vị nhé, khi mà vụ án này chưa được xét xử xong thì chắc chắn những người dân cũng không thể nào yên lòng được. Vì sao mà tất cả những cái kênh YouTuber hiện nay đều là đứng về phía Vân An, những người yếu thế để đòi lại công bằng cho Vân An? Bởi vì bọn em cũng bị tấn công rất là nhiều. Bọn chúng dùng đủ các mọi cách, từ tấn công đến Facebook, tấn công tất cả các trang mạng xã hội, rồi tấn công luôn cả những cái trang là YouTube của bọn em, không cho bọn em đăng video. Thì đó là một cái gì đó để ngăn cản cái sự gọi là chia sẻ những thông tin hình ảnh, để gọi là lên án cái hành vi của bọn chúng. Và bởi vì chúng ta đã biết rằng là nếu như bây giờ Thái á, nó mà không bị thay đổi tội danh thì nó chỉ có bị mức án mấy năm tù thôi. Thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là bức xúc. Tất cả chúng ta hiện nay đang đợi cái gì? Đang đợi một cái gọi là cái mức án là nó sẽ phải khác, và cái thay đổi tội danh của Thái. Và chỉ khi nào sang cái thay đổi cái mức là từ cái tội hành hạ che giấu sang cái mức là chủ mưu giết người thì thằng Thái mới bị tội nặng hơn. Bây giờ là 20 gia đình đang đấu đá lẫn nhau rất là ghê quý vị ạ. Tất từng cái đường đi nước bước của 20 gia đình thì họ đều nắm rất là kỹ. Bởi vì là bên gia đình nhà nào cũng có tiền mà. Nếu như bây giờ thằng Thái mà bị cái tội chủ mưu giết người thì con Trang sẽ bị giảm, sẽ được giảm nhẹ. Bởi vì chỉ khi thằng nào thằng Thái nặng thì thằng con Trang mới được giảm nhẹ. Còn nếu như thằng Thái mà vẫn bị như vậy thì con Trang nó sẽ bị cái tội nặng nhất là tử hình. Thì gia đình họ đều rất là sợ, em nói với tất cả quý vị nhé. Cả hai bên gia đình đều rất sợ cái mức án tử hình. Chỉ khi nào mà tòa tuyên án mà cái mức là thằng Thái bị cái tội, hai tội đó không bị tử hình thì thằng Thái nó sẽ ăn mừng quý vị ạ, bởi vì nó không bị tử hình nó sẽ ra thôi. Đó, trừ khi nào mà gọi là tử hình thì mới không thoát tội. Còn em nói với tất cả mọi người nhé, hiện tại gia đình của bọn họ đều chạy trọt tất cả mọi thứ để lo cho con. Thì tất cả nó đều có nguyên nhân quý vị ạ, nó đều có nguyên nhân hết. Bởi vì là bây giờ vẫn còn cơ hội, nhưng mà đến khi mà tuyên án là không còn cơ hội nữa. Nên là em mong tất cả quý vị khán giả nhé, là hiện tại cái vụ án là đang bị chìm xuống rồi. Mọi người đừng có nản chí nha mọi người. Rất nhiều quý vị khán giả còn nhắn tin cho em rằng là hiện tại vụ án này có bị chìm hay không. Bởi vì là đã gần một tháng trôi qua rồi nhưng mà không có thông tin nào mới. Cũng như là gia đình của chị Hạnh á, cũng như là Vân An thì hiện tại không có kiến nghị nào, và luật sư cũng không có lên tiếng một cái thông tin nào cả. Thì em nói tất cả quý vị rồi, luật sư hiện tại cũng đang củng cố hồ sơ, vẫn đang theo sát cái vụ án này, và cũng không có ai là bỏ cuộc cả. Tất cả những cái bằng chứng giám định thương tích đó thì sẽ được công khai. Cũng như là em chỉ mong tất cả mọi người này, trong cái phiên tòa sắp tới đây là phiên tòa phúc thẩm á, thì sẽ phải công khai về mặt của bọn chúng không được đeo khẩu trang. Chị Hạnh sẽ phải cho phép báo chí tác nghiệp quay lại toàn bộ trong quá trình là diễn ra phiên tòa đó. Không thể nào mà chúng ta đang mong công khai mà chị Hạnh lại bảo là xét xử kín được, đúng không? Không được quay thì chúng ta đang có sự thiệt thòi đó. Nên là chúng ta hiện tại tất cả chúng ta đều phải lên án quý vị nhá. Em cũng xin kết thúc video ở đây. Thực sự là em rất là mệt quý vị ạ. Khi mà em đi ra Hà Nội về tầm 7-8 ngày thì em thấy cảm thấy người em nó khó chịu lắm và nó bất ổn á quý vị ạ. Nên là rất mong mọi người sẽ ủng hộ em tiếp theo nhá. Và một lời cảm ơn gửi đến tất cả quý vị khán giả đã theo dõi em trong thời gian qua quý vị nhá. Một lời chúc nữa, chúc tất cả mọi người sẽ có một ngày mới an lành, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình và người thân. Video này thì em xin phép dừng ở đây. Chào tất cả mọi người nhá. Đó, tiếp tục em lại ra ở cái nơi quảng trường đây này, nó vắng này, để quay cho mọi người xem này. Cái không gian yên tĩnh như vậy thì thực ra là đã gần 10 ngày trôi qua em không được quay rồi. Em ra đây để quay tất cả mọi người xem đấy. Rồi, chào mọi người nhé.